Anh em đi cái này. Anh em hỏi em đi nhờ cái. Chúng tôi không đi đường BOT, không có nghĩa vụ phải mua vé. Khách người ta đang yêu anh cầu. Nhá. Bạn ơi, khách người ta đang yêu cầu không ấy được đâu. Thế nào anh ơi? Tôi không đi đường BOT, tôi không phải mua vé. Anh sao? Anh. Đúng rồi, tôi đi đường 5m. 5m xa giải phân cách, tại sao phải mua vé? Cái này tôi không biết, cái này tôi chỉ làm công ăn lương thôi. Ăn lương đấy là việc của anh, tôi đi đường 5m của nhà nước, đường giao thông vận tải, sở giao thông vận tải làm, tại sao tôi lại phải mua vé? Cái này á, anh chị kiến lên kia kiến nghị. Chị bảo kia kiến nghị, còn tôi cái này là tôi chỉ làm mấy đây cho không biết. Vé khách giả tiền. Tôi bảo với anh rồi. Tôi không đi đường BOT, tôi đi đường BT, đường của sở giao thông vận tải làm, 5m sát giải phân cách, anh hiểu chưa? Thì bây em chở khách người ta trả tiền, có trả tôi phí, anh cười. Em bây giờ bỏ tiền túi ra giả sao này? Bây giờ khách người ta trả tiền, để cho khách người ta trả tiền đó. Bây giờ khách người ta đang yêu cầu như này thì em đi sao này? Đấy, tôi bảo rồi, tôi không đi đường BOT. Làm sao? Tôi không đi đường BOT. Đi anh nhìn ra là tôi đi đường 5m. Chúng em không biết, chúng em chỉ biết không biết đấy là việc của anh nhá. Sếp của anh là phải phổ biến cái kiến thức của đối với các anh nhá, chứ không bảo không bảo ra bảo giết người này, bảo chúng em không biết. Sếp người ta bảo giết thì cứ giết, đúng không? Đúng rồi. Là ý như vậy đúng không? Chúng em là chỉ biết là nhiệm vụ là người ta giao cho chúng em ra đây là làm kiểm soát vé, hiểu không? Kiểm soát vé anh phải biết là cái việc làm của anh đúng hay là sai. Anh hiểu không? Tôi không đi đường. Bây giờ em nói chị, bây giờ chị cũng làm việc, em chưa biết là chị đúng hay sai. À, sao lại không đúng nhỉ? Anh buồn cười nhỉ? Tôi đi đường 5m. Đúng rồi, tôi đi đường 5m. Tôi đi đường 5m sát giải phân cách. Em chả biết em đang đúng. Thế sao? Tôi không. Em quay hộ cho chị ơi. Bỏ ra, quay phải xin phép. Này, chị đừng sao? Chị đừng động người em nhá. Bảo quay phải xin phép này, nhá. Thế nhưng mà chị chỉ được nói thôi, chứ đừng động vào người em, nghe chưa? Động vào là xúc phạm thân thể đấy. Chị hiếp dâm em à? Hả? À không, không hiếp dâm, nhưng mà ai là mái già hết. Mái già thích phi công trẻ hả? Ừ. Có tiền không? Đúng rồi. Có sao? Tiền không? Làm sao? Nhưng mà thích phi công trẻ. Không có tiền. Không có tiền nên không trả 30.000. Cỡ chị được chưa? Đi Kia rẻ rách ấy. Ừ, thì thế không thôi. Lái đúng được rồi. Phi công trẻ đâu. Không thể lái phi công trẻ mà cũng không có 30.000 để trả tiền. Hiểu chưa? Rẻ sao? Rách. À không có rẻ rách thoải mái. Có xin không? Ta cho này. Chị ơi. Không. Xin ta cho 30.000. Chị ơi. Sao? Cho bọn em làm ăn đấy, không ăn lương ấy, thế tôi chỉ bảo anh giấy mà mồm em. Mà mồm bố cho con 30. Chứ bọn em làm gì chị ạ? Mày nhả đi. Chị ơi, thôi chị ơi. Bố cái quần là quyền cứt. Chị ơi, mày xem ăn cứt sao? Thôi, em làm ăn thì đừng gây rồi, thế tôi giúp em. Không chê, không dây khay khó dễ, chị đã nói với em rồi, chị đi đường BT. Chị quay đầu chỗ mà chọc. Đúng không? Làm công ăn lương rồi, kiếm một lần lương thôi, không phải là khó dễ gì, chị đâu nên chị đâu nên phải đâu. Chị đi đường BT. Chị không đi đường BOT, em thông cảm. Em nói rất là thực tế nên chị không muốn quay mặt em. Em hiểu không? Còn chị là rẻ rách vậy thôi. Bạn bảo tôi phải bỏ tiền à? Còn chị rẻ rách vậy thôi. Ông nói chán. Xe của em nhưng mà em chở khách là khách về trả tiền qua trạm thu phí cho em. Sao lại khách về trả tiền qua trạm thu phí? Đúng rồi. Bà đây khách. Tôi thuê đi Hà Nội. Anh ạ. Đi Hà Nội mà. Đúng rồi, thế mà tôi em không có tiền đâu. Em ở đây. Khi nào có tiền đóng thì đi qua. Không có thì em đi, không có tiền thì đi bằng cái kia. Ờ, vạch ra đi, vạch ra. Vạch ra. Mút bùi không? Vạch ra. Mút bùi không? Đây. Mút bùi bố mày không? Cứ nói đi. Loại mày ấy, mày mút bùi bố mày bị hiếp trùng. Nên là mày đi đủ tuổi mút bùi bố mày không, nghe chưa? Bố mày ấy, bố mày chỉ có địt vào cái loại thằng tổ nhà mày thôi nhá. Ok. Quay bố mày, bố đang rất thích hot lên Facebook, hiểu không? Vì bố mày chả liên quan gì nên là cho thoải mái đi con nhá. Không liên quan gì thì nghe ra đây chủ nhau. Ờ địt mẹ mày, bố mày thấy mày nói tục thì bố mày vào, bố mày chưa nói mày. Tục một câu nào. Này. Bố chưa mày, nói tục một câu bố nào mày, nhá. Mày nổi tiếng, bố mày quay mày động một người, bố mày định hiếp dâm bố mày à? Ok, nói đi. Trời ơi. Bố mày chỉ chết địt con mẹ à, cái con phò này. Mày ấy, quất lâm địt chứa nghe chưa? Ok. Mà này, mặt mày mà không biết sủa tiếng người á? Không, tao không sủa tiếng người. Mày sủa tiếng giống chó đấy. Ok, mày nói mày đi. Mày đúng giọng của Bích Bùn luôn. Địt mẹ à, mày đúng y hệt của Bích Bùn nhà tao. Địt mẹ à.
Này tao cho ăn hai bãi cứt địt với làm im. Nói đi. Quay đi. Đây này địt mẹ à, mày bố mày cho mày quay hẳn bùi bố mày luôn này con lợn này. Này quay mẹ đi này. Lông này. Địt mẹ à, mày. Bỏ ra đi. Ăn lông dái bố mày chưa? Bố mày là thằng địt mẹ em xuề nhất luôn nghe thấy chưa? Này, địt mẹ à mày mặt mày chứ lông dái bố mày thôi. Loại mày ấy, địt mẹ quay đấy. Này mút đầu bùi của con này. Này, mày bỏ ra. Đây này. Lồn mẹ à mày. Bố mày đang muốn hót đấy nghe chưa? Địt mẹ à mày loại sự vật. Quay đi, quay thoải mái đi. Mẹ nhà mày, bố mày cái bọn nhà quên cướp 3.000 giá rách. Xin bố mày cho hoang ấy chưa? Bố mày cũng là nông dân thôi, nhưng bố mày thừa 3.000 để bố mày cho mày đấy. Xe anh xe nào thôi thì được, anh em. Không, xe anh kia. Thì anh em xe sau úc xúc thì như vậy, thì anh xem đi thì có mấy chục nghìn thì anh. Mẹ nhà mày cũng đi để bố, xe bố mày đi nghe chưa? Thì mày đừng nghĩ rằng mình mày có ô tô nghe chưa? Tao bố mày đây, hai chiếc ô tô con chó à. Có loại kia, loại xe ghẻ của mày ấy, chưa đáng một xu đâu. Mày đi bố mày đi nhá chưa? Anh ấy bảo em đi bảo em. Bảo em đi ra. Bé đi rồi, để khách lùa tại. Đây, toàn là anh em nhà hết thôi. Em thôi em anh ở nhà đừng thôi. Nhưng mà bây giờ là để cho nó phải dựng lên cho mình đi. Bạn hiểu không? Còn bây giờ khách giả tiền. Nhưng mà em muốn hỏi anh là như nào anh Hiển? Em đây, tôi lên em anh Hiển. Em tên gì? Tôi là Lam Nghị. Ông thích thì tôi điện luôn hộ. Anh điện đi, anh cứ điện cho anh Hiền, bảo em Lam Nghị ngay cầu Lộc Quan, nhà em bên Lộc Quan. Nhà Lộc Quan à? Nhà em Lộc Quan bến phà. Còn mấy ngày trên Vị Lương hay sao em không biết, ngày xưa đi cả với anh Định Ngọc nữa. Đúng rồi. Chuẩn chưa? Còn các bạn ra làm thì mình trả thấy nó dễ, nhưng mà bây giờ khách người ta ấy thì ok, người ta phải trả tiền cho mình. Bây giờ mình có phải trả tiền à? Mấy con súc vật đây à? Thôi rồi, súc vật đấy. Chó nhá, về chó nhá.